Xin chào các bạn đã đến với TechMag. Có vẻ như Samsung sẽ trở thành hãng khai màn cho cuộc đua smartphone cao cấp trong năm 2019 khi sẽ ra mắt chiếc smartphone Samsung Galaxy S10 của hãng sớm hơn các năm trước đây và trở thành chiếc smartphone cao cấp đầu tiên được ra mắt vào năm 2019. Cụ thể, Samsung vừa gửi thư mời đến giới truyền thông và công nghệ để tham dự sự kiện đặc biệt vào ngày 20 tháng 2 tới đây tại thành phố San Francisco của Mỹ. Mặc dù Samsung không hé lộ về sản phẩm mà hãng sẽ trình làng tại sự kiện đặc biệt sắp tới, nhưng dựa vào những hình ảnh hé lộ trên thư mời và một đoạn clip ngắn được Samsung chia sẻ cho thấy đây chắc chắn sẽ là dịp mà hãng trình làng chiếc Samsung Galaxy S10 của họ. Như vậy thì đúng như những dự đoán của giới công nghệ và những thông tin bị rò rỉ, Samsung sẽ ra mắt chiếc Galaxy S10 sớm hơn và được tổ chức tại một sự kiện riêng được giới thiệu sản phẩm thay vì ra mắt tại Hội nghị di động thế giới diễn ra thường niên vào cuối tháng 2 tại Barcelona của Tây Ban Nha. CEO Amazon Jeff Bezos và vợ của mình là bà Mackenzie vừa tuyên bố là chính thức ly hôn sau một thời gian ly thân. Vẫn biết chia tay là cái kết không thể khác dành cho cặp đôi tỷ phú giàu nhất thế giới này, song sự việc vẫn đặc biệt thu hút giới truyền thông cũng như là những đối tác của Amazon trên toàn thế giới. Jeff Bezos được biết đến là một người sáng lập của Amazon và hiện vẫn đang là người nắm nhiều cổ phần nhất của công ty, lên đến 16,3%. Nhờ cổ phiếu Amazon tăng trưởng mạnh trong năm 2018, Jeff Bezos đã vượt qua Bill Gates để trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới và không lâu sau đó là tỷ phú giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản lên tới 137 tỷ đô la theo xếp hạng của Forbes. Tuy nhiên, vị trí này có thể sẽ thay đổi sau khi Jeff Bezos và vợ của mình đường ai nấy đi. Theo luật của Washington thì các cặp đôi sau khi ly dị sẽ phải chia đôi tài sản bao gồm toàn bộ khối tài sản trong thời gian kết hôn. Hiện chưa rõ vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos có ký bất cứ một hợp đồng nào thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc là hậu hôn nhân có thể quyết định đến việc phân chia tài sản trong trường hợp ly hôn hay không. Tuy nhiên, nếu chia tài sản ra làm đôi thì bà Mackenzie Bezos, 48 tuổi, sẽ sở hữu khối tài sản là 68 tỷ đô la và sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới. Còn Jeff Bezos sẽ gần như chắc chắn không còn là người giàu nhất thế giới nữa. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, tượng sáp của Steve Jobs vừa xuất hiện tại một cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người tỏ ra thích thú vì dù chỉ là một bức tượng sáp nhưng vẫn mang lại cho họ cảm giác hân hoan khi được gặp thần tượng của mình ở ngoài hiện thực. Vẫn phong cách rất riêng, vẫn áo sơ mi dài tay màu đen, quần jean hiệu Levi's. Người sở hữu bức tượng sáp này cho biết ông mất khoảng 1 tháng để đặt hàng và chờ đợi bức tượng sáp này về Việt Nam. Tổng chi phí của bức tượng sáp được ông tiết lộ là 110 triệu đồng. Lý do chính mang tượng sáp về Việt Nam theo ông này đó là mong muốn rất lâu nay bởi vì ông là một fan của Apple và Steve Jobs. Đồng thời, hệ thống kinh doanh của ông liên quan đến các sản phẩm của Apple. Việc có tượng sáp của thần tượng sẽ giúp cho các fan hào hứng khi mà giáp mặt với thầy phù thủy. Theo đại diện BKV, chương trình đổi mới Bphone 3 và Bphone 3 Pro dành cho người sở hữu Bphone 2 muốn lên đời sản phẩm mới. Chương trình sẽ được chạy thử nghiệm tại khu vực Hà Nội từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 1 năm 2019, chỉ áp dụng trực tiếp tại đại bản doanh của BKV tại Hà Nội và showroom ở trung tâm thương mại Royal City ở Hà Nội. Cụ thể thì BKV sẽ định giá Bphone 2 cũ và đổi mới Bphone 3 hoặc là Bphone 3 Pro cho khách hàng. Chủ nhân của máy cũ sẽ thanh toán khoản chênh lệch giữa máy Bphone 2 được định giá so với giá niêm yết của Bphone 3 và Bphone 3 Pro trên website chính thức của BKV. Đầu tháng này, Xiaomi tuyên bố thương hiệu Redmi sẽ được tách ra thành một công ty con và hoạt động độc lập. Đúng như lời hứa hẹn trước đó, Redmi đã trình làng thiết bị đầu tiên của họ vào ngày hôm qua, tức là ngày 10 tháng 1. Redmi Note 7 có mặt lưng bằng kính phối màu Radeon. Thiết kế này mang lại cho máy cảm giác sang trọng và bóng bẩy. Thiết bị chạy vi xử lý Snapdragon 660, nổi bật với camera lên tới 48MP, sử dụng cảm biến Samsung GM1, khẩu độ là f1.8 cùng với cảm biến phụ là 5MP. Trong khi đó, camera trước của máy có cảm biến là 13MP. Camera sau của Redmi Note 7 có thể chụp ảnh với 48 triệu điểm ảnh, kích thước là 0,8 micron trong điều kiện ánh sáng tốt hoặc là kết hợp với các pixel gần nhau để tạo ra một bức ảnh tương đương 12 megapixel với kích thước điểm ảnh là 1,6 micron. Cảm biến chính 48 megapixel của Redmi Note 7 có kích thước vật lý lớn hơn một chút so với các cảm biến thường trên smartphone. Điều này giúp cho nó thu được nhiều ánh sáng hơn. Về mức giá, phiên bản RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB sẽ lên kệ với mức giá là 999 nhân dân tệ, tương đương 3,4 triệu đồng tiền Việt Nam. Bạn cũng có thể mua phiên bản RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB với mức giá 1.199 nhân dân tệ, tức là 4,1 triệu đồng, và bộ nhớ RAM 6GB bộ nhớ trong 64GB với mức giá là 1.399 nhân dân tệ, tức là 4,8 triệu đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin tiếp theo ngày hôm nay. Các bạn khán giả của TechMag, nếu cảm thấy thông tin trên là thú vị thì các bạn nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của TechMag để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo khác. Bye bye.